Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự tối nay và các tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, của Thành đoàn, Liên đoàn Lao động, các bệnh viện và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Tôi mong rằng các tấm gương tiêu biểu có mặt trong lễ tôn vinh ngày hôm nay sẽ là những hạt nhân nòng cốt để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, đồng thời tiếp tục vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và toàn xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động tôn vinh người hiến máu được tổ chức từ nhiều năm nay bằng nhiều hình thức thiết thực. Phong trào hiến máu tình nguyện thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và người dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều hoạt động tuyên truyền có tính lan tỏa, tác động tích cực đến phong trào đã được tổ chức như lễ hội xuân hồng, những giọt máu hồng hè, hành trình đỏ v.v. Nhiều mô hình hiến máu hiệu quả tại các địa phương như gia đình hiến máu, ngân hàng máu sống, câu lạc bộ nhóm máu hiếm v.v. đã được xây dựng và hoạt động đạt kết quả cao. Gia đình mình đã hiến hơn 25 lần hiến máu và hiến tiểu cầu máy. Đây là một cái khi mà nhận giấy khen thì đây là một cái niềm vinh dự đối với gia đình. Cả gia đình thì có một mục tiêu chung, đó là giọt máu của mình cho đi thì nhận lại niềm vui và sự sống của nhiều người khác. Dịp này, 273 cá nhân đại diện gia đình tập thể được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố.